trong đạo là 5 cái thôi. Dạ đúng rồi. Mở thì 5 cái, còn khỏe thì 10 cái. Đúng rồi. Đó. Cao lên đứng trời thấp thì sao nữa. Đúng rồi. Mấy món cái nào thấp quá học tính đó. Bữa nay thì tính ra mà món là cái nào thấp quá học tính á. Rồi gác cái này đây nè. Rồi, nâng lên nha. 5 cái nữa nha. Bây giờ nó đâu có cao đâu. Nó cao rồi. Nó đâu cao chứ bây giờ sao cho cao con. Thấp quá làm lại hết. Đó, ghê chưa? Rồi, tập đi. Rồi, tập đi. Rồi, tập đi. Này anh gian quá. Bữa nay bà nói anh gian một bữa. Rồi thả lỏng ra cho con nè. Thả lỏng ra. Đó đúng rồi. Này đưa lên Facebook luôn đó nha. Đưa lên luôn á. La la ông chồng là đưa lên mạng coi luôn á. Mày bóp cái chân này nè, phải lên trên đó. Dạ. Đó. Đi lầu luôn, đi lầu luôn. Thôi trời ơi. Thôi cái mà. Thôi, có tập ra la nữa không à. Không được. Thôi, không hoài à. Bữa nay trời đúng quá. Quá. Đó ngồi vậy đi. Rồi. Rồi góc vậy đi nha. Con cái này được rồi.